Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Tường trình từ thành phố bị bao vây. Trong nhiều ngày, thành phố bị bao vây rất đỗi ngặt nghèo. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy điều đó theo bước chân của người xuống đường hay chỉ nhìn lén qua khung cửa sổ với những lời thì thào. Rõ là thành phố bị bao vây, những hàng rào thép gai được cài chặt kiên cố vào khung sắt rực đỏ dựng lên ở nhiều lối đi, phối cảnh có khi là tháp nhạc thờ cổ hay là một kiến trúc có hơn trăm năm, khiến người ta nhớ đến một cuộc tấn công nào đó vào thời Trung Cổ của các đoàn quân tàn bạo như Viking đến từ Bắc Âu, mục đích để bảo vệ sự thịnh vượng của mình bằng cướp phá và hủy diệt kẻ khác. Suốt trong nhiều ngày, không chỉ Sài Gòn mà nhiều thành phố khác cũng bị bao vây. Người dân bị giam hãm trong sự sợ hãi về môi trường sống của mình đột nhiên chuyển màu u ám. Hàng hàng lớp lớp sinh vật thiên nhiên chết gục trên bờ biển. Cảnh tượng như sấm truyền về ngày tận thế, biển trở thành cửa địa ngục. Những thợ lặn nhoi người lên mặt nước, thở gấp và qua đời không nói kịp lời ai oán. Suốt trong nhiều ngày, nhiều thành phố bị cầm giữ trong bí mật về cái chết mà tất cả vua quan đều lánh mặt. Bọn tôi tớ nói vài lời qua loa với đám đông đang xanh xao vì lo sợ. Bọn tôi tớ ấy chạy vội về nhận bữa ăn riêng đặc cách, sạch sẽ và an toàn như đã hứa để trả công cho sự dối trá. Suốt trong nhiều ngày, thành phố thì thầm về những khu ghetto mới lập. Có thể đó là một sân vận động, nhưng cũng có thể đó là một văn phòng của cơ quan địa phương. Tất cả những nơi đó đều có một điểm chung: những loài súc sinh có gương mặt người được trao hiến pháp mới về quyền cắn xé bất cứ những ai có một linh hồn. Thời đại của thành phố với những tấm bảng tuyên truyền về đạo đức Hồ Chí Minh là những background ngập màu sắc, tạo nên một bức tranh hùng vĩ ghi lại từng gương mặt những người Việt yêu con cá, yêu giọt nước biển và yêu một tương lai không mờ mờ u ám. Họ bị bao vây, đánh đập, chà đạp, trẻ nhỏ bị giật tóc lôi trên đường, những thanh niên bị đấm, bị xịt hơi cay mà khi chưa hề có ý định kháng cự, những phụ nữ bị sờ soạng và chà đạp vào đầu. Máu, internet như một loại truyền hình vĩnh cửu, với các buổi chiếu không dứt miễn phí cho vợ con, cha mẹ của những bọn khát máu đánh người. Họ im lặng ngồi xem, có thể xem trong bữa ăn tối, với phần ăn là một con cá vô định. Thành phố bị bao vây không chừa ngày nào. Một ngôi nhà bị đánh dấu như số phận của Mô-xê, mà bà tổ trưởng trở thành kẻ cướp rình mò tự do của hàng xóm. Số phận con người nhỏ nhoi như ngọn cỏ. Đức Phật ở Sài Gòn không còn ngăn nổi một cuộc chiến nhằm vào con người, mà Ajatasattu mê đắm cưỡng đoạt vai gì. Trong suy nghĩ chỉ còn nụ cười xã hội chủ nghĩa. Thành phố không chỉ bị bao vây bởi những kẻ muốn dẫm lên đồng loại để giới thiệu mình, mà còn bị bao vây bởi những đoàn diễu hành quanh thành phố với những cái lưỡi nhọn. Nhà thơ Zbigniew Herbert cố nhắc tôi rằng đó là những cái lưỡi được mài nhọn, trực chờ để dùng hiến tế đồng loại. Những trái tim dám mơ về tương lai hay dám bật ra điều mình nghĩ có thể bị treo lên trong nhiều tuần, chết khô với hoài bão. Thành phố bị vây chặt trong ngày của mẹ. Một ngày của mẹ đẫm máu, đáng nhớ trong ký ức của những người yêu tự do. Những người đàn bà bị chà đạp trong tiếng reo hò của nắm đấm và của đoàn diễu hành lưỡi nhọn. Những kẻ hèn nhát và đê tiện luôn cầm loa nói át đi sự thật, nhưng không bao giờ dám tự cật vấn về cuộc đời sâu bọ mà họ đang mang là loại sự thật gì. Những loại đê tiện và hèn nhát đó có thể là một kẻ nghe hóng và lập tức nói để khoe khoang sự phân tích khôn ngoan của mình. Có thể là một tên chủ báo đêm đêm che mặt vào nhà thổ nhưng thích nói giọng đạo đức. Tất cả gào thét và cùng che giấu một sự thật, như là một người phụ nữ bị đánh đập trên đường phố công xã Paris cùng con của mình. Mọi giọng hò hét bạo dâm đều lạc đi vì phấn khích do an toàn ngồi trước máy tính. Chưa bao giờ dám đặt chân xuống vỉa hè để phỏng vấn một con cá, nhưng lại mừng rỡ vì mình được sơn màu công lý của kẻ mạnh.
Tôi nhớ Wisława Szymborska, bà viết và để lại cho cuộc đời đã sống và chiêm nghiệm về giống loài suy đồi qua các triều đại cộng sản. Không có gì đồi trụy hơn là suy tưởng. Cái thứ phóng túng này tràn lan như một giống cỏ dại mà gió đem lại trên mảnh đất dành cho hoa cúc. Không có gì là thiêng liêng đối với bọn người suy tưởng, chân cháo gọi mọi sự bằng tên, những phân tích bạt mạng, những tổng hợp sỗ sàng, theo đuổi như điên cuồng và phóng đãng những sự kiện trần truồng, mân mê thật bẩn thỉu những chủ đề dễ kích ứng. Tôi viết vội bản tường trình về thành phố bị bao vây, mọi thứ được bỏ vào một cái chai, thả vào tương lai. Tôi gửi đi với niềm hy vọng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này. Vì lẽ, cùng tiếng loa công cộng và điềm tĩnh kêu gọi trật tự để che giấu cho bạo lực phi nhân được kích hoạt, tôi nhận thấy những tiếng hát vang đã ngày càng lớn của những con người công chính về một ngày mới sẽ tốt đẹp hơn. Tôi có gửi thêm trong chai một câu chuyện cổ xưa của người Ấn Độ, câu chuyện kể về những ngày tháng thế gian di động, ngày tháng có rất nhiều dạng súc sinh mang hình dáng người, trà trộn vào trần thế để tung hoành nhưng chúng sớm bị phát hiện, bởi vẫn còn nguyên vẹn trái tim loài súc sinh. Tôi muốn nói rằng chúng tôi, thế hệ chúng tôi, có cả những người rất trẻ, đã từng kiêu hãnh vì thật sự là con người trọn vẹn nơi thành phố đó. Đi qua bao đắng cay tuổi buồn, mẹ vơ sen nuôi con đến trường. Mơ một ngày giảng đường gọi tên, con bước lên trong một niềm tin. 20 năm mẹ vá mỏi mòn, từng dấu đinh xuyên qua đời mình. Mẹ vẫn cười để giữ niềm tin, giữ cho con mẹ không than phiền. Mẹ vì con, vì con, mẹ vì con. Xuyên qua gió sương, qua cơn đau, từng ngày mẹ đẩy xe lên đường. Mẹ vì con, vì con, mẹ vì con. Như chiếc bánh xe bốn ba mãi quay, đường dài cho tuổi mẹ dần mòn. Một ngày mũi đinh đâm trúng tim mình, phố buồn lặng thinh. Chiếc bánh xe bốn ba mãi quay, đường
dài cho tuổi mẹ dần mòn. Một ngày mũi đinh đâm trúng tim mình, phố buồn lặng thinh. Một ngày mũi đinh đâm trúng tim mình, phố niệm lời.